Xin chào mọi người, xin giới thiệu với mọi người một mô hình mới tại Hòn Mạt Phán Tây. Đây là lều camping, lều mông cổ. Căn lều này có diện tích khoảng 18 m², có thể ở tối đa được 10 người. Bây giờ mời các bạn cùng khám phá cái lều này nhé. Lều này bên ngoài được bọc bằng vải chống nóng và phía trên nó còn có một lớp nữa, gọi là lớp che mưa. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình chưa set up cái lớp che mưa đó. Đây, xung quanh cái trại này sẽ có những cái ô thoáng này, ô gió này. Lều này mà dành cho các hội nhóm tầm khoảng 10 người đi picnic thì thôi, là tuyệt vời. Đấy, các bạn có thể xem xung quanh nhé. Bây giờ chúng ta cũng khám phá phía trong cái căn lều này. Đấy. Không gian bên trong rất là rộng. Đây. Ở giữa là có một cái cột trụ nhá, tạo sự chắc chắn cho cái căn lều này. Diện tích là khoảng 18 m². Đấy. Có hình bát giác nhé các bạn. Đấy, và mô hình này sắp tới sẽ được triển khai tại Hòn Mạt Phán Tây. Mọi người cùng chờ đón cái sản phẩm mới này nhé.